Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Đây còn nữa con cá mè bữa hổm nè. Định làm món gì? Đang làm bún chả. Úc thôi chứ nè, còn cá mè hôm bữa rồi chấm phẩy, ai hiểu gì thì hiểu. mè bữa hổm nè. Khúc giữa hôm bữa cũng ăn rồi, còn khúc đuôi. Nhà mình cá này xương nhiều á, cho nên mình làm chả ăn sẽ ngon. To to giờ thái ra để mình làm chả mình bào bào gì cạo thịt nó ra nạo thịt ta ra nhưng mình không có thu không có hợp anh em chú lộng tối ngày à chán muốn chết luôn nhập hoài cũng ngán cá mè này hôm bữa 6 ký rồi gần 6 ký 5 ký 9 cá này xương mình hôm bữa hấp hết phân nữa rồi nó hấp cái đầu hấp bia bữa nay mình làm bún chả mình ăn bún chả hay là chả cá hả bún chả hay là chả cá chả cá này một hồi em nạo ra làm chả nè làm bún cá hả ừ xong rồi cái em sẽ hấp em hấp rồi lúc dùng mình nấu mình ăn chung với đây có mẹ mình phụ để cạo mấy mấy cái thịt con cá ra để làm chả mà cái này là mọi người không biết có nạo sẽ xương không à mẹ mình là chuyên nghiệp rồi mẹ mình nạo với cá với chuyên nghiệp luôn anh hai hay đem cá gì cá châu cháo thôi cá chào cháo rồi á cho anh Đạt cho đó xương xương to không à mình phải nạo theo cái lường của nó mới được ở đó thì chọc cây cũng đơn đó nạo theo cái lường nó mới không có xương để không mình ăn cái bị xương không có tiền thì lại cá mè này kích cỡ nó bự lắm bạn có con là tới mười mấy 20 ký rồi ừ cái bên xong tự nhiên mà trắng bóc thịt nó cũng trắng trắng như bông bưởi đây là mẹ mình mang cạo mấy cái nạo mấy cái thịt nó ra thịt trắng bóc mình nạo xong rồi mình phải bằm nó cho nó dai sau đó mới ướp thôi thử cái dẻ không trên đời nữa nhắn xuồng hả? Chồng lại nhắn xuồng hả? Ủa? Chồng thứ hai. Không, mình chồng lại nhắn xuồng hả? Chồng nhắn xuồng chồng hồi lúc trước nhà mình ghép mà ăn một cái mấy ngàn xong cái không có năng suất bỏ nói chung làm vườn là vậy bạn ơi nó phải theo thời buổi đó hay chưa nè xương nè hai nó xương con cá này nó đỡ hơn con cá kia cái này nó bự xương nó cũng bự nó cũng dễ đỡ thôi nhưng mà mình nạo mình thấy nó đỡ hơn con cá cháo cá sợi cháo nó sợi cháo thịt nó ăn cho nhắc à ngon lắm đó. Làm chả ăn ngon bởi vậy anh hai hay mua về làm chả mẹ nạo biết quen luôn mua chị cái đó ba thằng Đạt cho mấy cái đó người ta mua về ta làm chả nó ngon tính ra nó ngon hơn mấy cái này nhiều nguyên liệu gồm có cái gì nấm mèo mùi giá cà chua sắn cái trắng cái đó để nấu nước ngọt với một em có mua xương nữa cái này ngâm trước cho nó ra mấy cái chất ten mà thường như là cái này nó khỏi có cái cọng gì bự bự búng gì đúng không
cái nấu cái món bún cá chả cá nè. Dạ. Nó phải có cộng gì giống như cộng hủ tiếu bự mà hay là sao? Bún mà. Ờ vậy hả? Anh thấy hình như anh có trước khi ăn có tiệm ngoài kia kìa, nó có cái cộng bự bự như đôi đũa vậy đó. Đúng rồi. À, giống như kiểu bún bò phải không? Đúng không? Hình như vậy á. Rồi đó mẹ cũng thường là nấu đây với xương nữa, kiểu bánh canh đó. Mẹ mình đang cắt nấm mèo á. Ốp hô rửa hành. Ở dưới sông cái xà lan cát nó bơm á, hồn quá tròn. Ở đây gồm có gì đây? Trứng vịt. Vịt này vịt đẻ nè, ở nhà nuôi. Đây. Chả cá hồi sáng nè, chả cá nãy làm xong rồi. Nó lớn lên chút xíu, hồn quá cái xà lan. Chả cá nãy mới làm xong, cắn tươi rồi. Giờ ớt. Thật không à, cho mình nó không có xương. Giờ mình sẽ ướp ở đây miếng thịt nữa. Cái này cá hồi nãy nè, cái lường á. Ừ, mình để chung vô hồi ăn luôn hả? Để một hồi, cái này là để một hồi em thả vô nước với nước ngọt. Để một tí một hộp vô. Có cà lo không? Đó. Một hộp tiêu. Để tiêu cho nó thơm. Cái cà no. Trong đây thì có muối rồi, tại hồi nãy mình bầm á. Cái mình có thao có ấy một miếng nước muối cho nó đừng có dính. Cho nên nó có mặn sẵn rồi. Giờ mình tán cho nó dai, cho nó đều. Cái này mình dồn hủ quang rất là ngon. Trắng tươi nha. Ừ, thịt trắng tươi, dai. Quết nhiều nó mới dai. Cá mà không quết là nó sẽ không dai. Hành ở nhà trồng mà nó không có phân thuốc hết mà nó trồng tốt ra không? Bành kỳ. Cá này là thịt nó dai giống như bên lông á. Ừ. Nhìn hấp dẫn. Bóng tươi à. Trắng như tiết. Cái này dám nghĩ nấu cháo ăn cũng ngon lắm trời. Có hành nè. Nấu cháo chả cá hả? Ừ. Sẽ quết cái này, cá mình sẽ quết nhiều nó mới dai. Thấy không? Không có xương luôn à. Mình nạo mà mình nương theo cái lường của nó, cái xương á, thì mình dễ gỡ ra lắm. Chứ ấy không biết cái hồi xương xong rồi phải bầm nhĩ mà nhiều khi nó cũng bị lợn cọn á. Đó là tàu lá chuối mà nãy mẹ mình bả lo chặt đó rồi bả phơi cho khô cho nó dẻo một chút. Giờ chuẩn bị gói.
núm mèo. Cái món này thấy vậy chứ làm lâu lắm bạn. Phải gói hấp rồi xong mới vô bún gì nữa, nghe Phu nói bởi vì hơi lâu à. Em hấp chứ em không có làm giả chi, em hấp. Hấp mình ăn đỡ. Này xé nó chuối gà giống như gói bánh ít, bánh tét quá. Núm mèo này ăn nó dai sực 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 cũng ngon. Cái này để hồi phần hấp nè. Rồi cái phần để em thả vô nước súp luôn á, là em không có để núm mèo. Quê rồi nó nhức đầu, rồi là muốn lạ quá không biết luôn. Phải đi ăn cơm tắm mà là mới ra chả đó. Mà chiến dịch sau khi mình đánh cho nó đều lên bạn. Rồi mẹ mình bắt đang chiên nè. Chiên giống như cái bánh xèo không? Mẹ. Nhìn hấp dẫn. Mẹ mình bắt chiên bánh xèo là ngon nhất luôn đó bạn. Ở đây hàng xóm lâu lâu có dịp cái nhà chiên bánh xèo giùm. Đây là mấy cái bánh mẹ mình đã chiên xong. Nhìn thấy đẹp ha. Và cô Út mình đang chuẩn bị gao gác gì bài chặn lôi đình gì đây nè. Tập sẵn. Đây là bún. Đó là củ cải trắng. Rồi củ sắn, giá, cà chua, hẹ, xà lách. Đây mẹ mình cũng mới bắt cái chảo nước lên, tranh thủ ăn cơm mà giờ cũng trễ quá rồi, nặng miếng chanh vô đó. Em ốp ba cái xương cá hồi nãy mấy cái luồng cá, mấy cái đó mình để vô nồi. Ngọt lắm. Rồi mình lấy nước ngọt. Ớt rồi để đây tí thả vô. Tí tỏi phi. Và no. Rồi đó mình cũng có thời gian làm công nhân trên Sài Gòn. Có quán bán chả cá này, ăn ngon lắm. Ở quận 7. Và no, bột ngọt. Cái lườn này là béo lắm luôn á. Rồi giờ để đây cho nó thấm. Giờ mình muốn chả cá. Chiên vịt chiên mẹ chiên hay ha. Nó đều gan. Không, cái này em chiên mẹ chiên nè. Mẹ chiên đẹp.
nổi lòng mà chả cá hơi dính này chừng hai đoạn gì ta. Chả cá mà hơi dính đó mình thao cái dầu á bán nó dễ lắm. Món này thấy vậy chứ quá công phu các bạn ơi. Nhiều công đoạn. Giờ cũng chưa rồi, ba mình không ngủ luôn. Đã ăn cơm ngủ luôn. Đợi mấy mày con nó làm gì đâu á. Tới giờ này. Làm viết mà tôi ngủ giấc luôn mà chưa xong. Cái bánh này mình cũng không tưởng tượng ra cái bánh gì. Một lớp quán, trứng với quán giống như cái lũ thịt heo á. Nào đâu có gì đâu mà đeo nè. Quán lại này giống như cái bánh cuốn hả? Giống như cái lũ thịt heo lúc mà mình cắt ra đó. Ai không biết hả? Cắt ra trồng quay á hả? Thế nó có đường đường gì nè. Đợi khi nào mà mình quá đợi khi nào mà mình lấy xong rồi á mình cắt ra biết không? Thôi hên xui rồi. À biết rồi biết rồi. Giống như cái lỗ tai heo gì đó. Bánh lỗ tai heo gì? Ờ đúng rồi đúng rồi. Bà nói là bánh lỗ tai heo. Vậy em nói bánh lỗ tai heo. Nãy giờ nghe lỗ tai heo không à? Tào lao. Bánh lỗ tai heo mà nhỏ thường phải ăn lắm. Nó có răng răng. Mẹ mình bắt cột hả? Chuyên nghiệp của anh Tát á. Chuyên nghiệp của anh Tát. À, với lại cái gì ba quảng hả mà. Ba quảng rồi đó, canh ba quảng. Ở đây có ai biết anh ta? Anh biết canh ba quảng không? Không. Trời, cái dạng canh mà đó cũng trứng vậy nè. Không biết thiệt hả? Ủa sao lại lấy ba chiếc đũa nẹp ngộ rồi ta? Đó nó có khí á. Nửa cắt ra như bông. Chuyên nghiệp chưa? Nhìn ngộ ngộ. Chả không đủ à? Ngồi mình lấy cái bên đây, cái tô bên đây. Nhưng mà tại vì nó không có nắng mèo á. Thiếu rồi thôi. Thì họ con lấy tô bên đây nhỏ nhỏ lắm. Mình đi chả mình làm gì á. Những cái đồ lạ mà. Cắt trứng luôn. Cho nó có vàng vàng. Trời ơi, cô Út định làm cái gì nữa. Trời ơi, lấy đau đầu cô Út quá. Đây, để con gãi lên, đưa mẹ cuốn nè. Làm cắt hiện trơn á, mày để gì mày cuốn hết cho tao. Không kịp cho mẹ. Cuốn hết, chết hết đi. Dư sức rồi. Làm cái bàn cái này. Ừ, con làm hết. Ừ. Được rồi, cái đó là cái kia. Mẹ từ từ, mẹ đừng có gấp. Thôi cái gì phải từ từ, cứ từ từ. Mẹ cái gì mẹ cũng gấp hết chưa. Hai mẹ con ngồi quýnh lộn nhau luôn. Trời ơi. Là bị đuổi ra coi nhà.
Thu còn học quà chiêu của mẹ nữa. Làm cái món này thật sự quá công phu, quá lâu. Thôi chắc được. Này được 3 đoạn. Củ sắc tội nha, củ sắn ghê. Tội em mà tội củ sắn. Củ sắn này là em lấy nước ngọt. Em hầm có nãy em có mua một miếng xương á. Hầm xương củ sắn với củ cải trắng để mình lấy nước ngọt á. Qua wow, cái này sao đủ thứ chưa nè. Lấy nước ngọt. Tôm khô mực gì đâu quách tàu quá đắt. Củ sắn rồi xương heo nữa hả? Quá táo bà ta. Cái này bao ngon bao ngọt luôn. Đâu có anh nào dám hốt thu đâu mà nói vậy. Xa lắm mẹ ơi. Xa lắm mẹ ơi. Một cái trắng nữa. Mấy này nấu để lấy ngọt. Muối, bột ngọt. Công thức lúc nào cũng vậy. Mà ăn thì bữa trúng bữa thắt. Ăn thì bữa trúng bữa thắt. Chưa đời nói không? Giờ cho khô mực ha. Nước súp này ngọt lắm à. À, giờ chín rồi bạn. Nhìn hấp dẫn chưa? Nước súp em ngon. Nay cái sửng rồi chưa ấy ra hết luôn. Nãy giờ lâu lắm rồi mà. Khô 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 khô. Bốc khói nghi ngút. Quầy luôn rồi hai. Cái mặt quá nó quầy luôn. Nguyên con con dao đó. Làm tới trưa nè. Sáng làm tới trưa nè. Món này làm quá trời lâu. Đấy, có câu nói muốn ăn cũng là phải lăn vào bếp là vậy. Quá trời quá đất. Này giống như cái bánh cuốn mà hồi đó mẹ mà thường là làm ở trong lá dứa ở lá chuối nè. Bánh cuốn hả? Ừ. Bữa nào làm ăn bữa lâu lắm rồi. Mới nhắc nóng hổi. Đẹp hả? Chín rồi, chín rồi. Đẹp chưa? Lá ra luôn. Ừ, cắt nó mới dễ ra. Ừ, đó. Thấy không? Đẹp không?
xuất sắc mẹ ơi. Thu sẽ nóng, không dám lấy cái lá ra, giờ cái lá ra cũng nóng rồi. Không lấy đồ đũa thì kẹp rồi, giữ lại cái gấp đá. Đây. Bạn mới thấy gì không? Các bạn nhai nhai không? Chuyên gia ăn giọng á. Tô bún này không tắt tiền dữ à. Chảy nước miếng. Ăn cầm cái tô không lót cái dĩa, nó nóng hổi. Lót cái dĩa dưới ra. Không sao đâu. Lường của con cá này. Ăn này không là đổ mồ hôi luôn à, đổi bằng xông hơi. Gặm gài thời tiết đang nóng nực nữa. Để cái dầu lên cái dĩa. Còn sống nó lặn được chứ. Đưa khu cái gì cũng cho vô nồi hết rồi, thứ gì chịu nổi. Mình cũng lấy nước ngọt thôi. Wow. Những cải trắng chưa có kìa. Cải trắng hay mấy nước ngọt mà. Anh ăn không? Ăn cũng ngon vậy, để lên cũng ngon vậy. Không cải trắng được. Bạn nào chảy nước miếng chưa? Ngon lắm nha. Món này bao ngon luôn. Tí tẩu phi cho thơm. Ăn vô là tê tái cả người. Sao? Bạn nào bệnh cảm là ăn vô cũng đổ mồ hôi ra hết bệnh luôn. Đây chả cá nè. Rồi, vậy là xong các bạn. Quá trời luôn. Nhìn hấp dẫn ha. Rồi, dọn lên cơm thôi. Mời cả nhà nha. Món này là đổ mồ hôi rồi. Bữa trưa nóng
Mình xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.